Hồng Huyền Thoại xin chào cô chú anh chị đến video tiếp theo của Huyền Thoại nha. Hiện tại thì Thoại ở công viên Gia Định này của chú anh chị. Đây là buổi chiều 30 của chú anh chị, là bây giờ này 3-4 giờ chiều ha, mà các phụ lái này nọ cũng nằm lá lít, cũng không có tiền về quê luôn của chú anh chị ơi. Đó, mấy người này đã đang ngồi đó, tại vì những cái qua lại cái tắc đây nè là bán không được nha cô chú anh chị. Bữa nay là 30 Tết rồi cô chú anh chị, ngày mai là chuẩn bị Tết đến, tối nay là giao thừa, mà hiện tại thì qua còn rất là nhiều luôn đó. Thì đây là qua Vạn Thọ đó, cũng có mấy người mua mua giờ cuối nha cô chú anh chị. Nó nắng quá thì còn cô chú chị thông cảm ha, tại vì buổi chiều 3-4 giờ vẫn còn nắng đó, vẫn còn bán được nhiều cô chú anh chị, vẫn còn rất là nhiều luôn. Cây tắc với lại bông Vạn Thọ ở đây nè cô chú anh chị đó. Còn phía bên trong là cây hoa anh đào, người ta trồng hoa long, có thể là ta dưỡng lại, người ta để đỡ sang năm ta bán nữa cô chú anh chị. Còn bông Vạn Thọ thì nở là mai mốt thì sẽ tàn hai cô chú. Đó là cây tắc người ta mua sổ, mua rẻ luôn cô chú anh chị. Đó cũng có một số người mua rất là nhiều luôn, tại vì chiều ta mua rẻ cô chú, như là một cái tắc là khoảng dưới 100, mấy chục cũng có thể nữa, mỗi là nếu mình là dưới 100 thì nó hơi quá, cũng là 100, 150, 200 nha cô chú. Đó, cũng có mấy người người ta không được về quê luôn, mấy người ở đây là của miền Tây hết trơn cô chú. Đi theo kênh của Thoại để quay tiếp nữa ha. Thoại chia sẻ chợ qua như là Tết thôi, chia sẻ đến cô chú anh chị. Tắc quá trời ha. Đó, người ta này cũng khoảng qua có giá cô chú anh chị khoảng 2,5 triệu một cây, mà bữa nay là chắc cũng 2,5 triệu rồi, phải một cây tắc ha, mà không biết giờ bán bao nhiêu nữa. Đó, cũng có mấy cây. Để vườn cái chỗ theo qua tiếp anh cô chú. Nó tắc quá trời luôn cô chú, còn dài rất là nhiều luôn ha. Buổi chiều thì 400.000 cây cô chú, lỗ 600 ha. Dạ. Bây giờ là sổ luôn anh, sổ luôn. Cây như vậy là 400.000 ha. Cháy quá rồi, cháy luôn. Cái lớn 100 là 600 rồi đó nha. Vô cái vườn tắc nha cô chú anh chị. Chủ cũng bà chủ tiêu tắc cũng có chia sẻ nha cô chú anh chị. Đó. Rồi mạng cho bà con ai mua. Nha. Cây gỗ bự luôn. Gỗ bự 600. Rồi mạng. Đó. Cho bà con 6 triệu 600 gì. Đó, đi theo chân hội nha, thì hội cũng chia sẻ mấy cái tắc nha, cũng có 600, 400 hay là chị cũng có luôn ha. Thì mong cô chú anh chị thì nếu mà có xem video thì tối cũng chạy ra còn kịp ha cô chú anh chị. Thoại quay buổi chiều đến chia sẻ đến cô chú anh chị nha. Còn quay nhà Thoại quá trời luôn cô chú chị ơi, thì nói là chỗ nè, mà giờ này là 3-4 giờ chiều rồi, mà tối nay giao thừa rồi mà vẫn còn qua rất là nhiều luôn, không biết luôn cô chú anh chị. Đó cũng có mấy người mua rồi cô chú anh chị. Đó qua nhà Thọ ha, bên này cây tắc. Thì hôm qua thì họ cũng có chia sẻ một cái clip cô chú anh chị. Đó, đây qua anh Đào nè, họ đi từ để chia sẻ với cô chú anh chị ha. Họ đi nhanh quá thì cô chú anh chị không có kịp hay chóng mặt. Đó, qua anh Đào thì người ta túm lại. Có thể là bỏ hay sao đó cô chú anh chị, theo hội nghĩ là nó héo hết trơn rồi, nó héo hết trơn cô chú. Có mấy cái chậu nè, mấy cái chậu này dưỡng được thì được sống lâu ngày. Có một cái bản là để cho tối nay mấy mà cô chú bác ra chụp hình á,
mới nè. Giờ đây là dùng tắc nha cô chú anh chị, tắc nó vàng hết trơn. Nếu mà tắc xanh thì nó còn tươi gói, còn lại tại nắng với lại không có nước nữa nên nó vàng luôn à. Đây dùng tắc với lại cái mai với lại bông nhà thỏ ha, là hơi nhiều hơi cô chú anh chị. Mà giờ này cũng có người mua ha cô chú anh chị, cũng rất là quý luôn. Mà quên chắc mua nha, mua ít à, còn bắt buộc phải sót lại cô chú anh chị. Tại vì thổi có xem mấy window, mấy em YouTube đó, cô chú anh chị đi quay ở đường phố mà qua bỏ rất là tội luôn cô chú anh chị nè. Cả lỗ 75k nè cô chú. Một chậu ha. Nước mía siêu ngon siêu ngọt mời quý khách nhé. Cũng có mấy vườn mai cô chú chị ha. Mấy vườn mai là cô chú chị đó cũng ba còn dài rồi cũng rất là chiều rồi. Tối nay là giao thừa. Còn đây là cầu của cầu Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thái Sơn ha, là đi ra Gò Vấp cô chú anh chị cùng viên gia đình. Đó nè ha. Đó cũng đây là cuối đường rồi, đó là người ta bán mai không à. Thì mai giờ này thì mua có thể là rẻ 500 triệu 2 triệu thì có hết ha, mai đẳng. Cũng tới 7.000 cho bông này nữa cả nhà. Có mấy bông này cô 2.000 3 chậu. 2.000 3 chậu hả? Chỉ còn chút xíu nữa thôi là tới giờ đón giao thừa rồi. Mấy anh chị họ phải đi về quê và về ăn Tết và dọn dẹp nhà cửa thì gọi tôi là phải dừng đó. 20.000 ba chậu, công sức mình bỏ ra còn hơn. Thôi nên hiện tại thì họ quay chỗ cây mai của chú anh chị, mai nhỏ nhỏ này của chú anh chị. Mấy cái quay mai là 150 một cây ha chú, nhỏ nhỏ là một chậu 150 thì thấy chậu 200 cũng có nữa ha. Thì đó cũng có bà con các bác đến giải cứu ha, đó rất là nhiều luôn đó, tại vì cái mai nhỏ nhỏ là rất là dễ thương của chú anh chị. Rồi đó cũng có mấy người mua cũng giải cứu rất là tội nghiệp của chú anh chị. À, 100.000 cặp của chú anh chị. Quả cúc, quả cúc nhỏ đó, của phía bên kia là mai không ha, mai nhỏ nhỏ, nhỏ. 100.000 cặp cũng khá rẻ ha cô chú anh chị, 100.000 cặp khá rẻ thì đó cũng mai quá trời luôn ha. Đây là buổi chiều, đây là buổi chiều thì cũng có mai rất là nhiều đúng không, đó mai rất là nhiều cô chú anh chị. Bến Tre hả? Bến Tre hả? Mấy giờ mới về? Ủa đêm nay giao thừa rồi, mùng 1 rồi sao anh? Bán luôn hả? Không, tối về à. Giờ đó cũng hết khách. Đúng rồi. Cũng rất là công nghiệp một chút. Mấy tiền mà dân kiện ở đây là cũng nhiều. Mùng 1 đi. Mấy tiền nha. Giá mùng 1. Còn một cô viết bao nhiêu nữa hả? Thì cô chú anh chị nào giờ này đúng rồi. Cô chú anh chị nào có ra đây thì ủng hộ cho mấy anh cô chú anh chị đây ha, rất là tội nghiệp của cô chú anh chị. Giờ này mà 4-5 chiều rồi mà diễn qua quá trời luôn, qua mai với ra qua mai với Giang Thọ, tại khô nắng he khô nữa cô chú anh chị, không có nước nữa. Anh này ở Bến Tre ha, anh chia sẻ là từ Bến Tre cho lên đây bán thì cũng thuê chỗ thuê mặt bằng luôn. Luôn nè. Ừ. Cũng có vào bỏ chú chị nhỏ nhỏ không? Ừ. Ông đi ra đây hôm qua đúng không? Thì Thoại cũng xin khép lại video thôi cô chú anh chị. Hồi nãy Thoại cũng đi hết cuối đường rồi, mong cô chú anh chị ủng hộ like, đăng ký nha.
thì Thọ sẽ quay những trò qua khác của chú anh chị. Mong chú anh chị xem video của Thọ 30 Tết ha. Để đến tối thì có thể giao thừa, họ quay tiếp. Bye bye của chú anh chị.